Hello mọi người. Xin chào mọi người. Hôm nay kênh Origami World Day xin hướng dẫn các bạn cái làm cái mô hình hai trái tim ha. Hai trái tim nhỏ nằm trong trái tim lớn. Đây là cái mô hình, loại mô hình đơn giản các bạn ha, dành cho những người mới bắt đầu gấp mô hình. Đây các bạn thấy đây. Đây là cái mô hình cực kỳ đơn giản. Hôm trước thì các bạn đã học cách làm cái trái tim đơn giản rồi, thì bây giờ mình làm hai trái tim đơn giản ha, và hai trái tim nằm trong một trái tim lớn. Thấy các bạn, tuy nó đơn giản nhưng cũng rất ý nghĩa cho các bạn nào không biết gấp á, không có kỹ năng gấp nhiều, thì các bạn gấp những cái mô hình đơn giản như thế này ha, để bạn tặng. Sau này có, nếu bạn các bạn rành thì các bạn sẽ làm cái mô hình, bài sau các bạn sẽ làm cái mô hình này ha, hai trái tim. Và sau khi bạn làm qua cái bài mô hình mà đơn giản rồi, các bạn sẽ làm tới mô hình cao cấp, thì làm tới hai trái tim này sẽ đẹp hơn. Nói chung là nó sẽ công phu hơn, sẽ đẹp hơn, nó dành cho những cái bài là cao cấp hơn chút ha. Có nhiều mô hình về trái tim lắm bạn. Đó, chìa khóa trái tim rồi nè. Như trước mắt thì ta học vài bài, học tuần tự. Các bạn mới thì các bạn nên học tuần tự theo thứ tự của cái bài cơ bản ha. Sau những cái bài mà dễ trước, xong những cái bài khoảng 5-6 bài dễ rồi, các bạn sẽ làm tự tin. Những cái mô hình nào bạn làm bạn thích thì bạn cứ coi clip là bạn làm được. Nhưng trước mắt thì nên làm, học vài bài mô hình đơn giản trước, để bạn có kỹ năng sơ sơ được, sau này bạn thấy bạn thích thì bạn làm những mô hình cao cấp. Những mô hình này thì gần như các bạn nào không có kỹ năng bạn vẫn làm được ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn làm mô hình này ha. Rồi ok đi các bạn. Các bạn nên tham khảo cái bài, nếu mà bạn mới vào mà bắt đầu bạn thích thì bạn làm mô hình này, nhưng mà bạn nên tham khảo những cái bài trước bài này nha. Cái bài trước của bà cô, cái bài mô hình này là cái bài mô hình trái tim đơn giản này ha các bạn. Rồi ok, thật ra nó cũng không có khó gì đâu các bạn, nó rất đơn giản. Rồi đầu tiên ta sẽ gấp đôi tờ tiền lại các bạn ha. Đây, gấp đôi tờ tiền lại từ đây qua đây. Rồi đi chưa các bạn? Cái bài đơn giản này thì mình làm hơi chậm nha các bạn, mình không có làm nhanh nha, tại vì những cái bài này mình làm cho những người mới biết chưa biết gấp luôn, gọi là chưa biết gấp level, nó gọi là level 1 á. Nó sẽ có khoảng 6-7 bài level 1 các bạn. Thì các bạn làm xong những bài level 1 này thì các bạn sẽ tự tin làm được những level cao hơn.
Cái này thì mình sẽ làm chậm nha, không có nhanh đâu. Những cái bài này mình sẽ làm chậm nha các bạn. Rồi, mình xoay lại. Mình gấp lại cái này ha. Mình gấp nó có cái rãnh này nha các bạn. Đây, bằng đất gấp vào. Đấy. Đấy. Tương tự tôi làm với bên đây ha. Rồi ta xoay từ tiền lại, ta vẫn là làm với bên đây ha. Rồi ok cho các bạn. Rồi ta xoay từ tiền lại. Ta gấp cái này vào cái đường giữa này các bạn, thấy chưa? Gấp cái này vào đây. Chưa các bạn. Đấy, các bạn. Rồi ta vuốt lên nếp ha. Các bạn nào làm rành rồi thì chịu khó coi chậm chậm nhé, tại vì mình cái bài này là giới thiệu cho các bạn làm mới biết làm nên mình làm hơi chậm cho các bạn. Chứ mình không có làm quá nhanh để các bạn nhanh quá các bạn không rảnh và bị ức chế ha. Rồi tương tự tôi gấp từ đây qua đây với cái này. Rồi mình vuốt lấy nếp ha. Rồi đi chơi các bạn. Rồi ok, ta xoay từ tiền lại. Ta thấy cái đường rãnh của cái này không? Ta bẻ nó ra. Ta bẻ nó ra ngang đây, đấy. Bóp nó lấy nếp. Rồi giờ nó lên. Thấy chưa? Rồi tương tự ta làm với cái bề này. Ta bẻ nó xuống. Theo cái đường rãnh này các bạn, đó. Bẻ xuống. Bóp mạnh vào. Rồi nó có nếp rồi các bạn. Rồi ta gỡ cái này ra. Rồi bạn dỡ cái này lên ha, bạn đẩy cái này lên. Bạn đè cái này xíu. Khi bạn đè vô thì bạn cho cái này ra ngoài nè, đó. Ha. Bạn đẩy cái này vô từ từ lần vô từ từ cho đến cái rãnh hồi nãy mình gặp á, ngay chỗ này. Đó, ngay chỗ này. Đó rồi mình để cái này xuống. Nhẹ tay thôi bạn cứ bóp, bạn thấy nó tự nó xuống à. Đó ha. Tại vì nãy mình làm nó có rảnh rồi bạn đè nó từ từ là nó sẽ xuống. Đó, đây cũng vậy bạn dỡ lên. Bạn đẩy này vô. Bạn đè này xuống. Bạn đè này xuống lại. Đó. Đó mà bạn ép vô từ từ thôi, đúng tới cái đường rảnh hồi nãy là bạn đè cái này xuống nó rất nhẹ nhàng ha, rồi bạn bo lại từ từ là nó sẽ ra như thế này. Các bạn. Rồi tương tự ta làm với cái đầu ngược lên bên đây ha. Đó, mình làm lại cho các bạn coi nè. Mình dỡ ra. Dỡ cái này lên. Đè cái này vô. Rồi bạn cầm cái này nè, đó, bạn đè này xuống lại. Bạn đè vô tới cái rãnh hồi nãy mình gập xuống, gập ngang á, đó, rồi bắt đầu mình ấn ra. Bạn đè từ từ xuống là nó tự nó xuống, đó. Này bạn làm chậm chậm thì bạn làm nó dễ chứ biết lắm đó, bạn đẩy này lên. Đè nó vô. Bạn đưa cái này ra ngoài ha. Có cái ngấn mà nãy sẵn rồi bạn ấn nó từ từ là nó cũng ra. Hai cái nó như nhau rồi nha các bạn. Đó.
Tới đây là ta gần hoàn thành rồi nha các bạn. Rồi, ok. Rồi, bắt đầu bạn xoay lại. Đó, bạn bằng lật cái này lại nè. Bạn thấy cái đường này không? Bạn bẻ cái này nè cho đụng cái vòng tròn lên đây ha. Bạn ấn quay ra cái này thế này, bạn gấp nó lại, gấp cái chỗ này lại. Được chưa? Cái này đụng vòng tròn đây. Đó. Rồi tương tự ta xoay lại cái đầu này ha, cái này cũng vậy. Ta xoay lại nè. Thấy cái này cho đụng với cái đường tròn này nè, đó. Được các bạn. Đó, đụng với cái đường tròn này. Rồi ta gấp cái chỗ này lại, ta xoay lại, ta gấp cái chỗ này lại. Tương đối thôi nha bạn, không cần chính xác đâu. Mình lấy cái móc như vậy cho các bạn dễ nhớ thôi, chứ bản thân nó không cần chính xác đâu các bạn. Đó, rồi. Rồi cái chỗ này nè, bạn thấy không? Đó, bạn đẩy nó lên. Chúng nó có. Đó. Bạn ấn nó vào từ từ, bạn ấn vào như thế này. Đây. Đây các bạn. Rồi, tương tự như cái này, ta đẩy cái này lên. Bạn ấn nó vào. Được chưa các bạn? Rồi ta bẻ cái này vào một xíu. Đường này tháo vào, bẻ vào. Tương tự cái này ta cũng bẻ vào. Bẻ cho hai cái này nó cứ bạn bạn bẻ sao cho nó bằng nhau lại ra trái tim mà, đó ha. Như các bạn. Đó, tương tự ta làm với bên đây ha. Bánh này ra. Để bé này lên, đó. Bánh này lên. Rồi chỗ này ta bẻ vô một xíu. Chỗ này cũng vậy. Rồi đi chứ các bạn, đó. Giờ ta được hai cái trái tim rồi ha. Rồi. Nó xoay lại. Ở đây ta lấy một cái đường ở giữa các bạn ha. Để mà gặp cái đường ở giữa lại. Đây. Bóp cái này lại. Vuốt lên nếp ha. Rồi bạn bẻ cái này vào như thế này. Rồi tương tự ta làm với bên đây các bạn ha. Rồi ta vuốt lên nếp. Rồi như vậy là ta đã hoàn thành được cái hai trái tim các bạn ha, hai trái tim nằm trong một trái tim lớn ha, hai trái tim nhỏ nằm trong trái tim lớn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh và nhớ like và subscribe theo dõi kênh Origami Update của bên mình nhé.
mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từ từ cái những cái bài cơ bản ha. Rồi, cảm ơn mọi người.